Nhí các bạn lưng bắn nha. Rớt tàu lộ dưới điển tàu luôn. Còn nè đứt trội dây điện được. Ơi hai phát dây điện không vậy, điếu tiêu luôn rồi, há dây điện không trời ơi. Tò dứt đi trời, dây điện nữa què què chứ què chứ rồi bay lọc luôn. Trời ơi ba cái dây điện thôi anh Lân. Đứng đó hai con rồi à. Tàu gù gù kìa thấy không, thấy nhất không trời, thấy rồi xa dữ rồi, bắn luôn đi. Bắn đi nhí các bạn ở dưới đất đó. Hai con luôn, con trong con ngoài, một con một con thì ra đây đi, ra đây đi, ra đi xuống xe một con đó đó, nó ngoài đó trời ơi, nhưng trong kêu rồi sao nào giờ cầu. Trời ơi đừng có các bạn, ngồi xe bắn luôn ghê vậy. Đừng có nhí chụp đi, chụp đi xi gô cũng có các bạn ơi, sợ cái đầu xi gô trứng cổ chứ. Tiếp tục thằng đường em ơi, thằng đường bắn à. Ôi ôi nó bay kìa, ôi quá trời chim luôn. Cho nên là chúng ta đều thấy năm 2024 này không có quá. Anh em tới quán nước 1990 rồi các bạn. Đến lên Sài Gòn về nữa. Giờ giờ bữa nay mình ghé đây đợi sầu ca với tướng già chạy lên các bạn. Giờ bữa nay mình bắn được số chim. Xíu nữa bữa nay mình nướng. Có chín không anh? Xài nhà của Long anh theo các bạn. Giờ trời nãy bắn được cá sê kê nữa. Bữa nay mình nướng, quán nước thì cũng ngon các bạn. Bữa nay mình bấm cái điểm này, bữa nay mình nướng rồi xíu nữa Long quay cho anh em mấy các bạn xem nha. Nó không gỡ có vỏ ra. Giờ bữa nay mình nướng nha các bạn. Kêu nước uống đây nè. Nên sầu tiếng già đã tới, tiếng già đang đút lửa. Rồi có mấy củ xanh nè, 3-4 củ xanh các bạn. Củ nhí rồi. Nhí bạc thì đốt đâu cháy được. Không được. Bán củ xanh, có củ xanh bẹ, mấy người kia thì tủ lạnh mau hết rồi. Quán này buổi chiều đẹp quá các bạn ơi, nước uống rất là ngon các bạn. Chiều là mấy anh em mình hay nói chung là từng lễ ghé đây hết bãi bữa các bạn, mấy anh em tập trung ghé uống nước cà phê. Dạ bên em mình nướng xíu nữa nó chín thì cái rồng quay tiếp cho nè bạn xem nha. Xoài mấy em tay cây lấy cây chọc cái sa kê nó quá sa bự, cái cây sa kê đó nãy lông quá chiên của người ta hết bự như trái mít á, con dĩ đục luôn nè, nhưng mà không sao ăn được. Cái còn chín nha các bạn ơi, món chín rồi ba, thịnh chưa. Đã chưa? Sinh tồn ở trong quán nha mọi người. Thì đã luôn anh em ơi. Trong quán cà phê ruột. Lực xài. Bữa ngán chúng tôi. Chia ăn thịt. Hả? Mình đang miếng chim. Có cái Sài Gòn về nè. Có anh Thành về nè. Đây là Long Bị á. Có Lương Bèo á, Lương Bèo chạy ra rồi. Nè Lương Bèo nè. Đây kiếm thì kiếm muối các bạn. Kiếm một đâu. Đây anh Sầu. Anh Sầu Ca. Với mình. Mấy em có mua tôm thêm hỗ trợ em rồi. Dạ. Lưng bồ câu. Chim ngon. Để miếng tôm lên. Ngon mà cảnh đẹp. Để miếng tôm lên, miếng tôm lên. Hết bài, hết ý nha. Tối anh thầu đèn sao?
lý giao lưu đúng không? Lý giao lưu rồi vô. Có mấy đêm. Tôm nhắm lắm. Giao lưu đem Sài Gòn. Sài Gòn có tem luôn. Chế là chơi rồi. Tem là số đông mới gọi là tem đúng không? Số 2 là đại đông rồi. Mà số 2 là đã là số đông rồi, là số nhiều rồi. Thì gọi là mình gọi là tem. Còn Tấn Biểu ở đây một mình là không phải gọi là tem Bến Tre. Đâu Bến Tre vậy là tem Bến Tre rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh đang ở Sài Gòn về. Tấn Biểu ở Bến Tre nhưng mà tem Bến Tre rồi. Quán đẹp quá. Đền. Đền thì tôm tươi. Điều tính là không tìm nhiều. Thấy tôm đó. Tươi mà, thấy tôm thì tươi mà. Không biết nói tôm còn tôm nhỏ mà. Đã quá các bạn ơi. Chích. Đó. Ớt ớt nhiều không? Ớt nhiều em mới đạt. Thử luôn đẹp trái. Đại quý. Mời vô nè. Ờ vô. Anh em Long Long mới cả. Vô. Nghe đi em cái kết bành Long. Ê Long uống hết này, không hết là tôi cự nghe. Từ đá. Vô vô với anh em mà chứ có uống được đâu. Đã quá các bạn ơi. Vô mồi đi anh em. Quay Sài Gòn ăn chim đi. Vô đi, vô đi, vô đi. Sài Gòn ăn chim đi với em. Ngon hồi xé cho anh Thanh thử cái bị đắng không? Ăn được con á. Bỏ cái mè ra, ra ăn luôn cái bộ lòng của cục xanh á. Mới bắn chiều đắng lắm. Bỏ cầm vú em. Đó. Trái cây thiệt ngoài. Đó. Đáng chưa? Quá im. Vậy là vui còn gì nữa. Đó, tắt cái đèn anh Thần. Tắt cái đèn cho tao về anh không chối. Ờ đúng rồi nè, không chối nè. Vô đi. Vô đi anh em. Kéo. Lâu hay là bao lâu hả? Tính kêu anh em đi kéo ra test bánh thử. Xích. Lòng bây giờ là chỉ có thích lòng hả? Như vậy là hít cái hả? Rồi em đi cây nghỉ đi. Nè. Ra ngoài hè chơi. Thì miếng muối nữa. Muối với chắc chanh vô nó được. Đây. Đó là nửa một chuyện cái tóc nó hỏi mà muốn lên á. Tao không bán rồi. Vô. Đang đổi clip, đang biết gì chơi. Cả cái bể cho anh Thanh ăn đi. Thử cái bị ra bị đắng thì sao? Bị đắng là thằng này nguyên con. Chú ý vô. Thử cho anh Thanh gỡ với anh Thanh. Đứng xé đi đứng. Chứ anh Thanh nó biết xé là thằng sao không? Sao không? Biết xé không? Vậy đi. Em không biết cắn. Xé không, không biết xé kìa. Quay đi quay bên đây hết nè. Đi vô. Xé thì không biết xé kìa. Xé không? Xé vậy hả? Vậy rồi. Cắn thôi. Xé anh sao ra? Nè, chị nè. Cầm cái kéo đi. Cầm cái lại lật cái bề lưng lên. Sắp ngang bề lưng này sắp lên cái. Rồi. Nhà các lột lật lột ra. Này đó. Ăn bẹ cu xanh. Rút ra. Vậy đó. Rồi cắt ngang đây rồi đúng rồi. Rồi nó bỏ cái mề ra rồi cái sắp lên lột ra bỏ cái mề thì ăn cái bộ lòng. Sắp ngang lôi ra. Ê, mấy cái mề nha. Mày động. Có cái mề còn không mày lột ra lột cái mề. Cái mề ăn được luôn. Bữa có ăn thử rồi. Cái lột cái mề nhấp cái mề bỏ trong cái thằng ấy trong cái mề ra. Sợ. Mà gỡ được gỡ lỗ nguyên cục luôn á. Thấy không? Cừa mà. Có chiên ăn cừa trái cây đồ thì cái gì. Cắn luôn. Chưa? Vô luôn à. Nha. Cảm nhận nha, trải nghiệm ăn nha
các bạn. nguyên cái bị các bạn. Đáng không? Nó nhẫn nhẫn không? Nhẫn nhẫn không? Nhẫn nhẫn hả? Nguyên cái mày luôn các bạn. Vậy là thành ra đang đáng quen nữa. Rồi là kết thúc clip luôn anh em ơi. Rồi anh em các bạn clip sau nha. Ok mấy ba anh em. Các bạn.